quay sang lĩnh vực y tế. Theo kết quả một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy, hơn 40% người Việt Nam nhiễm vi trùng lao và có thể phát bệnh một khi sức đề kháng trong cơ thể bị suy yếu. Bên cạnh đó, tình trạng lao kháng thuốc cũng là nguyên nhân dẫn đến mức tử vong cao. Thanh Trúc mời quý vị tìm hiểu thêm về lao tiềm ẩn, lao kháng thuốc, chương trình phòng chống bệnh này ở Việt Nam. Vào khi tại nhiều nước trên thế giới, những căn bệnh truyền nhiễm như phong cùi, sốt rét, lao phổi hầu như không còn nữa, tại Việt Nam khoảng 70.000 bệnh nhân lao dương tính được phát hiện mỗi năm, và mỗi năm có 30.000 người chết vì lao phổi. Điểm đáng chú ý là chừng 40% bệnh nhân lao mới nằm trong độ tuổi 22 đến 44 mà đa phần là nam giới. Bác sĩ Đinh Ngọc Sĩ, Chủ tịch Chương trình Quốc gia Kiểm soát Bệnh Lao, Giám đốc Bệnh viện các bệnh về phổi ở Hà Nội, cho rằng 70.000 bệnh nhân lao dương tính mỗi năm là con số quá cao, chứng tỏ có sự trì chậm trong việc đáp ứng phòng ngừa cũng như điều trị thấu đáo căn bệnh hay lây này. Việt Nam đứng hàng thứ 12 trong 22 quốc gia có số người bị mắc bệnh lao nhiều nhất thế giới. Mặt khác, trong số 27 nước có tỷ lệ lao kháng thuốc cao, một nguyên nhân dẫn đến tử vong cao, thì Việt Nam đứng thứ 14 trên danh sách đó. Kết quả thăm dò cho thấy, cứ trong 5 người Việt Nam thì có 2 người mang mầm bệnh, còn gọi là lao tiềm ẩn, và bệnh sẽ phát ra một khi hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể bị suy yếu. Một cách tổng quát, tỷ lệ lao tiềm ẩn ở Việt Nam là trên 40%. Dưới mắt chuyên gia phòng chống bệnh truyền nhiễm, bác sĩ Trần Tình Hiền, nguyên phó giám đốc Bệnh viện các bệnh nhiệt đới, hiện công tác trong chương trình nghiên cứu của trường đại học Oxford ở Việt Nam, lao là một căn bệnh dễ lây và làm cho con người tổn thọ. Lao là bệnh nguy hiểm mà thế giới người ta cũng đặt mục tiêu là phải giảm bớt cái tỷ lệ mắc và tỷ lệ chết. Việt Nam nói riêng hay là vùng Đông Nam Á hoặc châu Á nói chung đó, cái tình truyền nhiễm nhiều, cái tỷ lệ khi nào cũng cao hơn cả các nơi khác. Và đây là một cái đặc điểm rất đặc biệt của cái vùng châu Á Đông Nam Á này. Nhưng mà nhiễm vi trùng lao thì chưa chắc là bị bệnh lao. Có những người đi qua du học các nước khác, đặc biệt là Mỹ, thì khi qua bên đó làm phản ứng với skin test thì là dương tính và bị bắt buộc là phải chữa. Trong khi ở Việt Nam nếu mà thử ra đó thì là nhiều người dương tính là đúng rồi, tức là cái tình trạng là tiềm ẩn, tức là bệnh truyền nhiễm lao. Nhưng mà cái bệnh hay không thì nó còn phải do gọi là cái cân bằng giữa cái tác nhân gây bệnh là con vi trùng lao và sức đề kháng của cơ thể nữa. Thì thật ra đứng về diện lâm sàng đó thì mình có thể nói là nhiễm lao thì nó phải phân biệt là cái vấn đề là tình trạng nhiễm và tình trạng bệnh, cái infection và cái disease. Có thể nhiều người nó bị nhiễm một con vi trùng hay là con virus hay là một ký sinh trùng, nhưng mà nó tiềm ẩn đó, nó không bao giờ phát bệnh. Khi nào là cái sức đề kháng của mình giảm xuống thì cái bệnh nó mới có thể phát ra được. Tình trạng suy giảm miễn dịch mà đặc biệt là cái nhiễm HIV và bệnh AIDS ấy, thì nó rất là ảnh hưởng đến cái tỷ lệ lao, bởi vì tôi biết chắc chắn là cái số lao mới thì trong đó ít nhất là phải trên 50% là những cái bệnh nhân mà đã nhiễm HIV. Cái đó nó có liên quan đến nhau. Nếu mà mình không kiểm soát được cái tình nhiễm HIV thì cái số bệnh lao là trên những cái đối tượng đó là những cái đối tượng có nguy cơ cao mà có thể bị hầu như là sẽ bị bệnh lao. Ý kiến của bác sĩ Trần Tình Hiền cũng là điều được bác sĩ Phạm Quang Tuệ ở Bệnh viện Quốc gia các bệnh về phổi xác nhận. Ông nói lý do khiến bệnh lao lan truyền trong cộng đồng một phần do rất nhiều bệnh nhân HIV/AIDS đã có biểu hiện lao phổi rồi mà không đi khám vì sợ bị cách ly và sợ bị phân biệt đối xử. Tình trạng lao kháng thuốc là tác nhân thứ hai khiến bệnh lây lan. Theo số liệu của Chương trình Quốc gia Kiểm soát Bệnh Lao, Việt Nam có 50 đến 60 ngàn bệnh nhân lao phổi gặp tình trạng kháng thuốc. Đây cũng là những người mang vi trùng lao truyền sang người khác qua đường nước miếng, đường ho hoặc hắt hơi. Về tình trạng lao kháng thuốc, bác sĩ Trần Tình Hiền giải thích. Châu Á hoặc là đặc biệt Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam là một cái khu vực mà kháng thuốc rất là nhiều. Vậy có thể lấy mấy cái ví dụ, thứ nhất là bệnh thương hàn, số thương hàn thì các nơi trên thế giới người ta vẫn có thể dùng những cái kháng sinh rất là cũ, ví dụ Comfenicol chẳng hạn. Nhưng mà đối với khu vực Đông Nam Á, đặc biệt như Việt Nam ở đây thì hiện nay là các cái loại kháng sinh thông thường mà là bị cản hết, gồm có Comfenicol, Ampicillin hay là Bactrim thì đều bị cản hết, phải dùng những cái loại kháng sinh mới thế hệ thứ ba, thứ tư. Rồi sốt rét cũng là kháng thuốc, những cái thuốc thông thường đều bị kháng hết, phải dùng thuốc mới. Rồi lao cũng vậy. Tại nghe ở trên thế giới thì chỗ nào cũng có cái vấn đề đó, nhưng mà đặc biệt ở những khu vực này rất nhiều. Từ Bệnh viện Bình Dân, bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn,
chuyên khoa mạch máu, bú cổ, lồng ngực, thường xuyên săn sóc điều trị ngoài giờ và miễn phí cho các bệnh nhân HIV/AIDS đã có biểu hiện lao phổi, bổ túc thêm về tình trạng lao kháng thuốc. Cái tỷ lệ đó đáng lo lắm, có lẽ là do vấn đề là không có tuân thủ điều trị. Nó giống như tình trạng người ta có thể uống lâu quá, lâu dài lắm, cả 8 tháng hoặc là 6 tháng. Cho nên nhiều khi cái sự mà gắn bó, sự chữa trị nó không có được. Cái tiếng trong ngành của tôi gọi là không có tuân thủ điều trị. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến cái hiện tượng gọi là lao kháng thuốc và dẫn đến cái tử vong cao. Cụ thể thì hôm nay tôi đang có một ca đây này là một nữ bệnh nhân bị HIV lại kết bạn với lại một nam bệnh nhân HIV. Rồi người nam bệnh nhân này đã bị lao kháng thuốc. Thì đã khuyên bảo là tránh những cái sự tiếp xúc có thể lây nhưng mà họ không cưỡng lại được. Cho nên bây giờ người nam bệnh nhân này đã chết thì lao kháng thuốc rồi tới người nữ bệnh nhân này cũng đang đi vào con đường đó. Lẽ là hàng ngày là phải uống nhưng mà vì nhiều nguyên nhân cho nên người này lại ngưng hoặc uống không có đều đặn, chán nản bỏ cuộc là vi trùng lao nó bùng lên. Và sau này rồi đó, thay vì phải uống đa hóa trị liệu tức là 4-5 món thuốc đó, thì đến khi mà mình thấy mình chữa cho người này xong người này cứ càng nó càng gầy đi càng nặng lên. Thì mình gửi lên các cái viện trung ương của lao á để cho cấy thấy lại cái đờm á và xem là 4 thứ thuốc này còn giết được không thì thấy rằng chỉ còn 2 thứ là hiệu quả thôi, 2 thứ kia là con vi trùng nó đã lờ lại rồi, còn là lao kháng thuốc đó là nguyên nhân chính dẫn đến sự chết của người Việt Nam mình nhiều đó. Trong lúc giám đốc chương trình quốc gia kiểm soát bệnh lao, bác sĩ Đinh Ngọc Sĩ bày tỏ sự lo âu về viễn ảnh thiếu hụt nhân viên hay cán bộ y tế có trình độ chuyên môn về bệnh lao, thì bác sĩ Trần Tịnh Hiền, nguyên phó giám đốc Bệnh viện các bệnh nhiệt đới, lại không nghĩ như thế. Cái hệ thống mà gọi là phòng chống bệnh lao thì cũng là rất là có tổ chức. Trước đây, thời mà tôi còn đi học vừa mới ra trường thì tôi thấy là có một nhân riêng cho các bác sĩ là cái chuyên khoa lao ngay từ trong trường, cũng như là một số các cái bệnh truyền nhiễm khác, ví dụ như là sốt rét, nhưng mà lần lần thì người ta đào tạo thành cái gọi là bác sĩ đa khoa rồi. Tuy nhiên thì hiện nay ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh này thì vẫn có một bệnh viện lao và bệnh phổi rất là lớn và các bác sĩ ở đó thì tôi nghĩ họ đầy đủ kiến thức cũng như về các kỹ thuật điều trị tiên tiến. Là tất nhiên là nói về cái tình trạng và gọi là làm thế nào cho giảm bớt cái tình trạng bệnh nhân mới mắc rồi điều trị cho tốt, nó cũng có nhiều cái yếu tố, chứ mà không thể nói là chỉ vì hệ thống nhân sự yếu mà cái bệnh nó tăng lên được. Ở các tỉnh thâu nên đều có một cái bệnh viện chống lão riêng, nó không nằm ở trong các cái bệnh viện chung, gọi là ở đây gọi là bệnh viện đa khoa, nó có cái bệnh viện lao, rồi các cái hệ thống phòng chống lao hoạt động từ trung ương cho đến các cái tỉnh thành cho đến quận huyện, tôi nghĩ là nó cũng tương đối đó là tốt chứ không phải là không. Còn theo bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn, chương trình phòng chống lao của Việt Nam dù có tốt bao nhiêu, dù tiêm chủng phòng ngừa BCG mở rộng bao nhiêu thì cũng chưa gọi là đủ nếu bỏ qua mặt tuyên truyền và mặt giáo dục. Xét về phương diện đội ngũ thì tôi thấy rằng nước Việt Nam mình đã cố gắng, mới quận đã có tới được một cái trung tâm chống lao rồi. Thậm chí là một cái khu riêng, nó tách rời cái bệnh viện của quận, nó là một cái cơ ngơi riêng để chữa lao rồi. Rồi các bích chương ở các nơi công cộng, rồi trên đài phát thanh hoặc là trên cái thường xuyên nhắc nhở. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng người Việt Nam mình á, tôi nghĩ là cái giới nghèo khó đó, họ không tuân thủ, họ cũng không có lắng nghe. Tôi ra đi ngoài đường thôi là cũng bị người ta nhổ nó miếng bắn vào mặt. Ý tôi nói vậy đó, mình phải rất vô cùng nhắc nhở với người dân Việt Nam mình về những sự vệ sinh tối thiểu đó. Cái sự ô nhiễm môi trường á, nó cũng rất là trầm trọng, sống ở Sài Gòn tôi cũng thấy như thế. Cái sự giáo dục cơ bản, cái sự nâng cao dân trí là đó là một cái bước vô cùng quan trọng. Tóm lại, theo vị bác sĩ này, bên cạnh chương trình phòng chống hữu hiệu, nhà nước và giới hữu trách còn phải chú tâm đến việc mà ông gọi là nâng cao mặt bằng dân trí, bởi theo ông, phòng chống lao không chỉ thuần là kỹ thuật hay phương tiện mà còn là ý thức giữ gìn vệ sinh của mọi người trong cộng đồng và trong xã hội.